Hi, xin chào mọi người. Video tiếp theo của mình sẽ bắt một cái trend khác các bạn nhé. Mình cũng xin giới thiệu với các bạn là mình là Hạnh. Và có lẽ là mình sẽ đổi tên của mình tên là Hạnh Vlog. Và mình đang trên cái con đường dấn thân vào một cái nghề nghiệp tên là YouTuber. Và bây giờ là hôm nay là ngày đầu tiên của YouTuber Hạnh Vlog. Ok, xin chào các bạn. Và clip này đã là clip thứ 5 trong ngày hôm nay. Và cái mục tiêu của mình trong ngày hôm nay đó là làm ra 10 video clip và đăng lên kênh YouTube của mình nhá. Nói chung là làm YouTuber thì vô cùng khó các bạn ạ. Cho nên là có một cái vấn đề đó là nếu như mà các bạn bắt trend được thành công ấy thì có thể là mình sẽ té nước theo mưa, người ta gọi là đứng trên vai người khổng lồ, dựa vào những cái hot trend để mà mình lên chẳng hạn như vậy. Và ngày hôm nay thì ngay bây giờ trong cái clip này mình sẽ bắt trend một cái người nổi tiếng khác trong trong giới showbiz. Và mình cũng nói luôn với mọi người, nếu mà mọi người đã xem các clip trước của mình ấy, thì sẽ biết rằng là mình là một người rất là kỳ lạ, là mình không bao giờ xem tivi và mình cũng không quan tâm đến các cái tin tức của giải trí, cũng như là không quan tâm đến chuyện là chính phủ đang là ai, là thủ tướng chính phủ hay là tất cả những người khác mình không biết. Thế nhưng mà bắt đầu ngày hôm nay mình trở thành YouTuber thì mình sẽ phải biết tất cả những cái điều đấy các bạn ạ. Và cái clip trước đó, là mình đã nói về lá số, đã tìm hiểu về một nhân vật rất là nổi tiếng hiện tại bây giờ trên mạng internet, đó chính là bà Phương Hằng. Và mình dựa trên cái nghề nghiệp của mình, một cái nghề nghiệp khá là đặc biệt của mình đó là chuyên gia xem lá số bát tự để mà tìm hiểu về bà Phương Hằng ấy. Thì ngày hôm nay thì mình lại tìm hiểu về một người khác, tại vì làm YouTuber thì mình phải hiểu về, mình phải biết về các cái nhân vật đang khá là hot trên mạng xã hội đúng không? Cho nên là mình sẽ tìm hiểu về một nhân vật tiếp theo. Và cái series này của mình sẽ tìm hiểu về các cái nhân vật hiện tại bây giờ đang gây sốt mạng xã hội luôn. Đó chính là hôm nay mình sẽ nói về, à mà không, không phải là hôm nay. Hôm nay mình sẽ có rất là nhiều video clip luôn nha các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ nó xem. Bây giờ trong video này mình sẽ nói về Lê Hoàng. Lê Hoàng là ai nhỉ? Trời ơi, nghe ông này bị chửi nhiều lắm luôn ấy. Mà ông này ông cũng chửi nhiều người lắm luôn, hình như là thế luôn. Trước đây thì mình cũng có khá là thích ông Lê Hoàng này một 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 chút, bởi vì mình có đặt một số cái quan điểm của ông ý. Quan điểm ông ý có những cái quan điểm rất là trái chiều ấy. Mà mình thì cũng là một người có quan điểm trái chiều, cho nên là mình cảm thấy rằng là cũng có cái sự đồng cảm với ông ý. Nhưng mà có vẻ như là ông ý khá là nói nhiều quá thì phải. Nói chung cái gì quá không tốt đâu các bạn. Tốt nhất là trung lập thôi. Mình cũng không thích là một người kiểu là một người công kích ai hay là fan của ai hay là anti-fan của ai đâu các bạn ạ. Nhưng mà đối với ông Lê Hoàng thì ông là một người rất là giỏi luôn. Và ở đây thì trong Wikipedia, ông có không có Wikipedia không các bạn ạ? Trời ơi, những cái người này lên Wikipedia sợ thật luôn ấy. Và ở đây thì có cả ngày tháng năm sinh của ông ạ, là ngày 20 tháng 1 năm 56. Và mình có lập lá số của ông Hoàng rồi. Mình lập lá số của ông Hoàng để làm sao? Để mình biết, để mình kiểu mình tò mò xem nó không biết là ông này là như thế nào. Nhưng mà các bạn biết không, năm 56 ấy á, thì là cái ngày sinh này có khả năng là rất là quạ luôn các bạn nhá. Cực kỳ là không chính xác luôn ấy, bởi vì năm 56 là kiểu tầm tuổi bố mình rồi ấy. Nên là các cụ ngày xưa làm gì mà biết ngày tháng năm sinh của con mình là gì đâu. Nói chung là mình rất là nghi ngờ luôn. Tuy nhiên là có ngày tháng năm sinh ở đây thì mình cứ xem đại xem tạm thôi. Nhưng mà nói chung là mình rất là ghét cái kiểu là không biết chính xác mà cứ cứ xem ấy. Thôi các bạn ạ, nghề nghiệp mà các bạn ơi, nghề nghiệp YouTuber mà, cho nên là thôi mình cứ phải làm thôi, mình ghét mình cũng phải làm thôi các bạn ạ. Cho nên là bây giờ mình sẽ tìm hiểu về lá số của ông Lê Hoàng nhé. Đây các bạn có thể nhìn thấy lá số của ông Lê Hoàng này đó. Mình là xem là số bát tự nha các bạn nhé. Đó là lá số bát tự, không phải là số tử vi đâu các bạn ạ. Là số bát tự nha. Và ông Lê Hoàng sinh ngày 20 tháng 1 năm 56. Và ngày tháng nhật nguyên của ông là Bính Hỏa các bạn. Có thể là ai đó trong 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 số những người đang xem mình hoặc là sẽ xem mình trong tương lai biết về môn lá số bát tự và hiểu về vấn đề nhật nguyên. Nhưng mà hôm nay thì mình trong cái khuôn khổ của cái video clip ngắn để mà mình đạt cái rate, tức là đạt cái mục tiêu á của một cái YouTuber mới
mới vào nghề ấy, thì là mình sẽ không nói nhiều đâu, mình chỉ nói khoảng độ 8 đến 9 phút thôi. Và hiện tại bây giờ thì máy điện thoại của mình thì nó đang sắp sửa hết pin, à máy 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 ảnh của mình nó đang sắp sửa hết pin đến nơi rồi, và có lẽ là mình chỉ hoàn thành được có 5 video clip trong buổi sáng ngày hôm nay thôi, và đến chiều là mình sẽ làm 5 video clip nữa. Cho nên là mình sẽ chỉ nói qua về cái vấn đề lá số của ông Hoàng thôi. Ông Hoàng thì là sinh ngày Bính Hỏa các bạn ạ. Bính Hỏa thì là mặt trời đó các bạn. Nhưng mà ông lại sinh vào rất là, trong cái lá số này của ông thì rất nhiều thổ. Thổ như giống như kiểu mây ấy, mây che mặt trời ấy. Nói chung là Bính Hỏa rất là tài các bạn nhé. Mặt trời mà, rất giỏi, rất tài. Và ông này thì cũng không có cái tâm địa gì đâu các bạn ạ. Ông ấy nói ra hay là gì đó thì cũng chỉ là quan điểm của ông thôi, và những cái tư duy của ông ấy, và đôi khi đóng góp cho một phần xã hội khác nào đó. Thế nhưng mà một phần xã hội khác thì có thể là thấy ông ấy hơi chướng mắt chẳng hạn, hoặc là chướng tai chẳng hạn. Thế thì ông Bính Hỏa này là rất là giỏi luôn các bạn nhé. Và toàn làm những cái điều mà người ta gọi là bao đồng nhé. Kiểu đi giúp đỡ người khác này, hay là làm những cái gì đó mà nó miễn phí ấy. Nó hoàn toàn là cái tâm của ông thôi. Mình nghĩ là cái tâm của ông Hoàng rất là tốt. Thế tuy nhiên là xung quanh ông thì rất là nhiều thổ. Chính vì là nhiều thổ đó cho nên là ông mới bị che. Mặt trời sinh ra để tỏa sáng mà các bạn. Nếu mà bây giờ mặt trời sinh ra tỏa sáng mà lại không được tỏa sáng, mà lại bị cái thằng khác nó che mất, mà mình lại còn không thể nào mà làm gì được nó cơ. Nó cứ thế là nó che mình thôi, mà mình cũng chẳng thể nào làm gì được nó cả. Thì cũng không biết làm như nào. Và cái hiện tượng mà mây che mặt trời này, nó sẽ mang đến thị phi trong này rất là lớn luôn. Và cả cuộc đời của ông này phải gắn liền với thị phi. Chính xác là như vậy á. Nếu như mà ông lại có thể đảo ngược tình thế, là lấy thị phi để làm cái cơ sở để mình nổi tiếng ấy, thì là rất là tuyệt vời luôn, đúng không? Nhưng mà có lẽ là ông Hoàng cũng không thích nổi tiếng theo cái kiểu thị phi nhiều như vậy. Tuy nhiên là bản thân của ông thì luôn luôn sinh ra trong thị phi, lớn lên trong thị phi, thể trưởng thành trong thị phi, và rất là nhiều thị phi, nói chung là rất nhiều thị phi trong cuộc đời. Và rất là khó có thể là thể giải quyết được cái lá số này. Tuy nhiên cái lá số này có thể giải quyết bằng dục thần giáp mộc, bởi vì giáp mộc sẽ khắc thổ. Thổ chính là mây tre đấy, thị phi đấy, mà giáp mộc thì khắc thổ, là nó sẽ làm sẽ tách mây ra một phần, và ánh sáng của Bính Hỏa có thể là tỏa sáng được. Chính vì lẽ đó mà giáp mộc chính là dục thần lớn nhất của ông Bính Hỏa. Mà giáp mộc là gì thì các bạn có thể tìm trên Google là cải vận cho người thiếu mộc như thế nào. Nếu như mà một ngày đẹp trời mà ông Lê Hoàng có thể nghe cái clip của YouTuber bắt đầu beginner của mình ấy, một cái YouTuber không tên tuổi của mình ấy, thì ông ấy có thể là đến gặp mình và hỏi mình xem là làm thế nào để có thể cải thiện lá số của ông ấy, để đỡ thị phi hơn chẳng hạn như vậy. Nếu như mà lá số này đúng thực sự là của ông ấy. Mà mình cũng nói, nhắc đi nhắc lại với các bạn rằng là lá số này chưa chắc đã đúng với ông Hoàng nhá. Bởi vì là mình rất nghi ngờ cái vấn đề là nghi ngờ cái vấn đề là ngày tháng năm sinh này có đúng hay là không luôn. Đó, nên là, nhưng mà cũng không sao cả. Nếu như trong trường hợp lá số này đúng thì đúng là ông này rất nhiều thị phi. Và để giải quyết thị phi thì chúng ta sẽ phải dùng hành mộc để xử lý. Tuy nhiên lá số ông này dùng hành mộc thì cũng khó xử lý được tận gốc lắm. Nói chung thị phi là suốt đời luôn. Đó, thì mình cũng đã bắt chen thành công cái video clip thứ hai rồi. Và đây là nhân vật thứ hai mình nói đến, đó là ông Lê Hoàng. Và mình sẽ còn nói tiếp về các cái nhân vật khác ở dưới showbiz, cũng như là những người mà đang nổi trong mạng xã hội ở Việt Nam. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các cái video tiếp theo. Bởi vì bây giờ hiện tại là cái máy ảnh của mình nó đang hết pin rồi, và cái clip của mình cũng đã là quá 8 phút rồi. Mình chỉ làm clip 8 phút thôi các bạn nhé, 8 phút. Và 50 video clip trong tuần này, đó là thử thách của mình, đến từ cô giáo của mình, cô giáo dạy marketing của mình. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video